Đinh Như, đại tiểu thư Đinh gia. Đinh Hồng, nhị tiểu thư Đinh gia. Triệu Huy, người thừa kế Triệu thị. Xin chào, chuyển phát nhanh. Phim được dịch, thuyết minh Đinh Như. Và lồng tiếng tại phim châu Á. Chồng ơi, ai vậy? Chạy việc vặt thôi. Kích cỡ XL sao? Tôi muốn tố cáo. Có gái bán hoa ở khách sạn Đế Hoàng 2023. Tuần báo giải trí đúng không? Tôi nhìn thấy người thừa kế của Triệu gia và đại minh tinh Đinh Hồng đang vụng trộm ở khách sạn Đế Hoàng. Mọi người mau đến đây đi, nếu không thì bọn họ đi mất đấy. Cuộc sống mà, chính là phải học cách hưởng thụ. Em phải giống như anh. Anh Triệu này, có thể nói vài câu không? Có người báo rằng anh đang ở khách sạn với gái bán hoa, có phải là sự thật không? Cô Đinh Hồng, Triệu Huy và chị gái Đinh Như của cô đã đính hôn. Cô đang xen vào tình cảm giữa họ sao? Câu hỏi của các người làm tôi cực kỳ không vui, mau tránh ra. Giang Tuấn Vũ, người thừa kế gia tộc Giang Thị. Đinh Như, đây là kết quả cô muốn thấy, phải không? Xin lỗi nhé, không nhịn được. Một cái ly dính đầy phân, anh nghĩ tôi sẽ dùng lại sao? Cái tát này coi như tính lãi vậy. Sau này, anh còn phải trả nhiều lắm. Cô được lắm. Anh Triệu ơi, mời anh trả lời một chút. Anh Triệu ơi, nói vài câu được không? Anh Triệu, mời anh trả lời một chút. Có thể nói vài câu không anh Triệu? Hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi. Triệu Huy, người thừa kế tập đoàn Triệu Thị. Không phải, là cô gái kia. Trần Khải, thư ký của Chủ tịch Giang Thị. Xin lỗi, tôi sẽ điều tra ngay. Không cần đâu. Chị ơi, chị lại thua rồi. Cố ý gọi cho tôi là để khoe khoang sao? Tôi gọi đến chỉ để nói với chị, tôi có thai rồi. Liên quan gì đến tôi? Cũng đâu phải do tôi làm. Đứa bé là con của anh Triệu Huy. Chúng tôi vừa bàn xong chuyện kết hôn. Thì sao? Hai người đã bên nhau 6 năm rồi. Anh ấy đối với chị không có chút hứng thú nào. Chị không biết sao? Mỗi ngày anh ấy ở bên cạnh tôi, mỗi một giây một phút đều cực kỳ vui vẻ. Anh ấy nói chị lạnh băng như cái xác không hồn. Đây là những gì cô muốn nói sao? Chị ơi, chị hẳn là rất tức giận nhỉ? Tại sao tôi phải giận? Một cái khăn mà tôi lấy để lau mông, cô cũng dám dùng để lau mặt, không thấy kinh tởm sao? Triệu Hân, em gái Triệu Huy, đây không phải là Đinh Như sao? Muộn như vậy rồi còn ngồi đây một mình, lại ra ngoài giao hàng sao? Sao đi gấp thế? Vội đi giao hàng sao? Để xem nào, hôm nay là bao tránh thai hay là dầu bôi trơn đây? Triệu Hân, cô đừng có quá đáng. Quá đáng sao?
cô đã bị anh tôi đá rồi. Làm bộ cái gì nữa chứ? Cần gì phải hỏi nhiều? Muộn như vậy mà đi giao hàng, ai biết cô ta giao hàng hay giao người chứ? Nói cũng đúng, nhưng với điều kiện này của cô ta, chắc là chẳng có ai cần đâu. Chi bằng lột hết đồ của cô ta, lỡ như có cái gì đó thì sao? Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo đi. Xin lỗi nhé. Chạy đi đâu rồi? Người đâu mất rồi nhỉ? Chắc chắn là trong nhà vệ sinh. Mau vào trong tìm đi. Này, tôi có thể trốn ở đây một lát không? Cô đã uống bao nhiêu rượu rồi? Giang Tổng, đi đâu đây? Về nhà đi. Vâng. Nghe đây, Đinh Như. Tôi nghe Tiểu Hân nói cô lại đến quán rượu. Thì sao? Cô ấy lại đi mách lẻo với anh sao? Cô ăn chơi như vậy, Đinh Hồng rất lo lắng cho cô. Nói tôi biết cô đang ở đâu, tôi bảo người đến đón cô. Không cần anh phải lo lắng. Lúc nãy cô ấy có gọi điện thoại cho tôi, khoe thành tích trên giường của hai người. Đinh Hồng là một cô gái tốt, em ấy luôn xem cô như một người chị. Cô đừng có bôi nhọ em ấy như vậy. Chuyện này là tôi có lỗi với cô, nhưng chúng ta thực sự không hợp nhau. Chấm dứt hôn ước đi, đừng kéo dài thêm nữa. Cô nói đi, cô muốn bồi thường gì? Bồi thường sao? Anh nghĩ chúng ta đã bên nhau 6 năm, tình cảm 6 năm này có thể bù đắp sao? Chung quy lại cũng sẽ có cái giá thôi. Được. Tôi muốn công ty mà anh mới mua lại. Đinh Như, cô đừng có quá đáng. Đó là tài sản của mẹ tôi mà. Đinh Hữu Nhân muốn lấy nó làm của hồi môn, thì nó nhất định phải là của hồi môn của tôi. Chiều mai tôi sẽ đến công ty ký tên. Vì một người đàn ông như vậy mà đau lòng, có đáng không? Ai nói tôi đau lòng vì anh ta? Nếu không vì buộc phải kết hôn mới lấy được di vật của mẹ tôi, tôi cũng sẽ không liên quan gì đến Triệu Huy. 6 năm, tôi nuôi con chó này cũng quen luôn rồi. Cô có biết khi đầu tư thất bại thì giải pháp tốt nhất là gì không? Là gì? Đó là dừng lại kịp thời. Ý kiến hay đấy. Vậy nếu như tôi muốn ngủ với anh sẽ để tôi ngủ chứ? Ngủ với tôi sẽ phải trả giá đấy. Túi của tôi đâu? Không phải anh chỉ muốn tiền sao? Tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Có phải hôm nay ai ngồi đây thì cô đều sẽ ngủ với người đó không? Không, không phải đâu. Tôi muốn ngủ với anh là vì anh đẹp trai. Tôi phải tìm người đẹp trai hơn anh ta, cho anh ta tức điên luôn. Cô buông ra. Buông ra đi. Có phải anh cũng chê tôi xấu nên không thích tôi không? Nên mới không chịu ngủ với tôi? Không có. Vậy tại sao anh không chịu ngủ với tôi? Tôi đưa cô lên nghỉ ngơi được không? Không, tôi không muốn. Đinh Như, cô có biết hôm nay cô đã làm gì không? Tôi biết. Tôi đang ngủ với anh. Cô có chắc không?
Nào, đừng đi. Tôi cho cô một cơ hội cuối. Vẫn muốn ngủ với tôi đúng không? Kết hôn sao? Thay quần áo, xuống lầu ăn cơm đi. Này, tối hôm qua, xuống lầu rồi nói. Ngồi đi. Xin lỗi, hôm qua tôi không cố ý. Tôi uống nhiều quá. Không sao, đây là nghĩa vụ mà tôi phải làm. Giang tổng, làm xong việc rồi. Cái gì đây? Kết hôn? Chúng ta sao? Cái này không thể, không thể được. Tối qua tôi uống nhiều rồi. Uống nhiều quá. Nói ký là ký. Bây giờ nhắc đến thì lại không thừa nhận nữa sao? Không tính. Dịch thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Được, tôi biết mà. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đây, cho cô xem. May mà tôi đã để lại bằng chứng. Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy. Hay là như vậy đi, anh muốn bồi thường gì tôi cũng sẽ đưa hết, được không? Bồi thường sao? Được. Trần Khải, đây là bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất của năm nay. Ngoài ra còn có một tin tức khác. Có người đồng ý trả 1 tỷ chỉ để mời Giang tổng một bữa cơm. Cô tham khảo đi nhé. 1 tỷ sao? Tôi không cần bữa sáng này nữa. Giảm giá có được không? Như vậy đi, cho cô thời gian 3 ngày xử lý sạch sẽ tất cả mọi chuyện trước giờ của cô. 3 ngày sau đó tôi sẽ cử người đến đón cô, được không? Trần Khải, đi. Giang Tuấn Vũ, người thừa kế của gia tộc Giang Thị, xếp hạng 2 trong bảng danh sách tỷ phú giàu nhất. Tiêu rồi.
sao mình lại ngủ với một người như vậy? Cô Đinh, buổi tối tôi sẽ đến đón cô. Không cần đâu. Bộ quần áo cao cấp này thật là đặc biệt mà. Con xem đường eo này may đẹp làm sao. Chị ơi, chị về rồi. Không cần phải giả vờ ra chào đón tôi. Không cần thiết đâu. Mau biến đi. Mẹ, mẹ ơi, con sẽ bảo vệ công ty của mẹ thật tốt. Chị ơi, sao chị đi vội vã vậy? Không ở lại ăn bữa cơm sao? Đúng đó, Đinh Như, ở lại ăn bữa cơm đi. Tôi đã bảo quản gia làm cho cô vài món mà cô thích ăn nhất. Không cần đâu, tôi không đói, cũng không muốn ăn. Sao chị đi vội thế? Không dễ gì mới về nhà một chuyến mà. Nhà sao? Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ đây là nhà của mình. Còn nữa, mẹ tôi chỉ sinh ra một đứa con gái là tôi. Tôi không có đứa em như cô đâu. Đừng gọi lung tung. Đinh Như, cô đang nói gì vậy? Nếu cô không nhận cái nhà này thì sau này đừng về nữa. Ông yên tâm, lúc mà tôi quay về sẽ là lúc tôi quét các người ra khỏi cửa. Chị ơi, sao chị lại không hiểu chuyện như vậy? Cô lại muốn làm gì? Em muốn làm gì sao? Chị nói như vậy làm em đau lòng lắm. Em chỉ lo lắng, ở một nơi rộng lớn như thế này, chị lại phải kéo hành lý đi. Chị phải đi đến khi nào mới đi khỏi đây được? Hơn nữa, chị không còn là người của Đinh gia rồi. Sẽ không có tài xế nào đưa đón chị đâu, Đinh Hồng. Đeo mặt nạ lâu như vậy, cô không sợ không gỡ được nữa sao? Nhưng mà đàn ông đều thích như vậy đó. Chị nghĩ xem, nếu bây giờ em ngã xuống thì đứa bé trong bụng sẽ xảy ra chuyện gì? Biết đổ lỗi cho ai đây? Lại chơi trò này. Cô có thấy mệt không? Đừng đi mà. Sao anh lại ở đây? Vừa đi ngang qua. Cô Đinh Như, mời cô lên xe. Đinh Hồng, tại sao anh lại đích thân đến đây? Có nhiều lúc cô hãy thử dựa dẫm vào tôi đi. Dù gì cô cũng là Giang phu nhân mà. Bây giờ vẫn chưa nhé. Đường này không phải về Giang gia. Cô Đinh Như, bữa trưa đã được chuẩn bị rồi. Giang tổng vẫn còn một bữa tiệc phải tham dự. Biết được cô vẫn còn ở Đinh gia chưa về nên đặc biệt qua đón cô một chuyến. Mời cô. Trương tổng, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Trương tổng, lâu rồi không gặp. Đúng đó, Lý tổng, mọi người ăn thoải mái nhé, cứ thoải mái nhé, ngưỡng mộ đã lâu. Vai diễn trong bộ phim lần trước, cô rất nổi bật. Mỗi lần vợ tôi xem đều khen cô. Uống một ly nào. Cảm ơn nhiều. Cậu cứ nói thế. Cảm ơn nhiều, chúc mừng, cảm ơn. Chúc mừng nhé, cảm ơn. Đinh Như đâu? Sao hôm nay nó không đến? Đừng nói là đùa với chúng ta nhé. Nó không dám đâu. Dù sao cũng có phương án dự phòng mà. Di vật của mẹ nó không hề có ở chỗ chúng ta.
Nếu lát nữa nó quậy lên thì chúng ta phải làm sao đây? Đừng nói vậy. Sao bà chắc là nó sẽ đến? Huống hồ chuyện nó muốn hỏi không phải rất cần cơ hội như vậy sao? Được thôi, Đinh Như đâu rồi? Ai vậy? Lê Ngọc Nhã, mẹ nuôi của Đinh Như. Mẹ nuôi của Đinh Như? Sao bà ấy lại đến đây? Không phải con bé nói tối nay sẽ qua đây sao? Lê phu nhân, bà đừng hiểu lầm. Sao chúng tôi lại lừa bà được chứ? Vậy thì tốt. Lát nữa Đinh Như sẽ đến. Con bé vừa đến, chắc chắn sẽ giải thích với bà thôi. Mau, bảo quản gia gọi điện thoại cho Đinh Như, hỏi nó đi đến đâu rồi, mau lên đi. Được rồi. Đợi lát nữa Đinh Như đến, em đừng nói gì cả. Em. Giang Tổng. Cái gì đây? Thư mời. Đây là bữa tiệc của hôm nay. Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Tiệc sinh nhật của Đinh Hồng sao? Đúng vậy. Chuẩn bị xe. Nhìn bộ dạng của các người, biết rõ chồng sắp cưới của con gái nuôi yêu quý của tôi tìm người phụ nữ khác để đính hôn, mà các người lại giấu người mẹ nuôi là tôi đây. Nếu không phải tôi từ nước ngoài về, e là đến bây giờ tôi vẫn còn không biết chuyện này. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Mẹ nuôi. Con còn nhớ mẹ là mẹ nuôi con sao? Chuyện lớn như vậy cũng không nói với mẹ nữa. Mẹ thấy con đó từ lâu đã quên mất người mẹ nuôi này rồi. Ôi trời, mẹ nuôi. Không phải bây giờ con vẫn tốt hay sao? Sao bây giờ cô mới đến? Nhiều người như vậy đã đợi cô biết bao lâu rồi? Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Tối nay cô không phải là nhân vật chính, cô ăn mặc như vậy muốn quyến rũ ai sao? Ông nhỏ tiếng thôi, mọi người đang nghe đó. Ba, chị gái chắc chắn là không cố ý đâu. Hôm nay là ngày vui mà. Chúng ta phải vui vẻ với nhau chứ. Đinh Như, trước khi cô đến, Lê phu nhân, bà ấy đã tức giận lắm đấy. Bà ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô và Triệu Huy. Cô mau giải thích với Lê phu nhân đi. Đinh Như, cô đừng để Lê phu nhân sốt ruột nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ nói những chuyện bà đã làm với tôi, giải thích tất cả mọi chuyện cho mẹ nuôi biết rõ. Đinh Như, mau nói cho mẹ nuôi biết. Có phải họ ép con nói dối mẹ không? Con yên tâm, mẹ nuôi sẽ làm chủ cho con. Mẹ nuôi chỉ là con thấy không hợp với Triệu Huy nên mới chia tay. Con nói dối mẹ nuôi phải không? Quen nhau 6 năm mới chia tay. Có chuyện gì? Nói với mẹ nuôi đi. Mẹ nuôi làm chủ cho con, bởi vì có một số người ra vẻ đoan trang, giả vờ giống y như thật vậy. Chị này, sao chị không nói sự thật với Lê phu nhân? Cô muốn nói gì? Rõ ràng là chị thích người khác mà. Con thật sự thích người khác rồi sao? Phải, con thích người khác rồi. Ôi trời, vậy thì tốt quá. Tên nhóc họ Triệu đó làm sao có thể xứng với Đinh Như của chúng ta? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không nên giao du với Đường Tiểu Khang. Đường Tiểu Khang gì chứ? Tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả. Cô đừng giấu Lê phu nhân nữa. Nhị thiếu gia của Đường gia, cậu ấm đầy tai tiếng đó, cũng do tôi không tốt. Mẹ cô đi sớm, mấy năm qua tôi đã lơ là việc dạy dỗ cô,
nhìn cô ăn chơi trác táng với tên đó. Ôi trời, tôi thật là... Mẹ ơi, mẹ đã rất yêu thương chị ấy rồi. Xem ra hôm nay các người gọi tôi tới không phải để xem đôi cậu nam nữ này đính hôn, mà là để diễn vở kịch này sao? Em yêu, sao em lại cãi nhau với ba mẹ vậy? Đường Tiểu Khang, người thừa kế Đường gia. Đây là Đường Tiểu Khang mà con thích sao? Thôi bỏ đi, Lê phu nhân, việc này để cho người trẻ tự giải quyết đi. Chúng ta lên lầu nghỉ ngơi một chút, rồi xuống hỏi lại sau. Đi thôi, bây giờ đừng gây áp lực cho họ nữa. Cô bị sao thế này? Uống nhiều quá rồi sao? Có phải cảm thấy đầu hơi chóng mặt không? Còn không nói nên lời nữa. Biết ngay cô sẽ không uống ly rượu đó, tôi đã sớm có chuẩn bị khác rồi. Chị không thể uống rượu, sao còn uống nhiều như vậy chứ? Cô khiến tôi mất mặt quá, tức điên mất thôi. Tiểu Khang, vậy làm phiền cậu, mau dẫn nó lên trên nghỉ ngơi đi. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Đinh Như. Đúng vậy, anh đưa chị lên đó, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Đinh Như. Đây không phải là Giang Tổng sao? Là Giang Tổng phải không? Giang Tổng sao? Trời ơi, anh ấy cũng có quyền lực lắm đấy. Đúng vậy, Đinh gia này cũng ghê gớm thật. Quan hệ của Đinh gia nhiều quá nhỉ? Giang Tuấn Vũ, người như anh ấy mà cũng có thể mời đến. Giang Tổng, sao cậu lại đến đây? Đúng là thất lễ rồi. Sao vậy? Nhìn thấy Giang Tổng, cô liền không kiềm chế được sao? Đáng tiếc, nhân vật lớn như Giang Tổng không rảnh để mắt đến cô đâu. Thằng kia, đau quá đi mất. Sao tôi lại không biết? Vợ tôi lại trở thành bạn gái của người khác nhỉ? Thưa ngài Giang, có phải ngài hiểu nhầm rồi không? Thứ hàng chất lượng như Đinh Như đây, cút đi. Cút. Hôm nay đừng đi nữa, ở lại với tôi đi.
Chúng ta là vợ chồng, bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng hôm nay với tình trạng thế này của cô, tôi không muốn lợi dụng người khác. Nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ ngon. Ngủ ngon nhé. Cảm thấy tốt hơn chưa? Thời gian 3 ngày đã đến rồi. Có phải em nên thực hiện lời hứa không? Tại sao anh ấy khăng khăng muốn cưới mình? Nhưng mà, theo di chúc của mẹ mình, sau khi mình kết hôn mới có thể lấy được di vật. Có vẻ như kết hôn với anh ấy cũng không phải xấu. Làm sao vậy? Giang Tuấn Vũ, anh chắc chắn muốn kết hôn với em chứ? Em cảm thấy anh vẫn chưa đủ thành ý sao? Được, em đồng ý với anh. Nhưng em có một điều kiện. Em nói đi, hoãn lễ cưới lại. Được, còn nữa không? Anh không hỏi em lý do tại sao ư? Khi em muốn nói, thì sẽ tự khắc nói thôi. Những thứ khác, em sẽ suy nghĩ rồi bổ sung sau. Xem ra em đã thích nghi được với thân phận của Giang phu nhân rồi. Được chiều nên kiêu ngạo. Được voi đòi tiên. Thế nên là em phải tận dụng cho tốt thân phận của Giang phu nhân. Sau này có chuyện gì, đừng cố gắng chịu một mình. Còn có anh đây. Đã hiểu chưa? Có chuyện gì? Phu nhân Lê Ngọc Nhã muốn gặp riêng tiểu thư Đinh Như. Được, đã biết rồi. Tối qua là mẹ nuôi không bảo vệ tốt cho con. Là mẹ nuôi không đúng. Mẹ lẽ ra nên tin tưởng con hơn. Mẹ nuôi, không phải bây giờ con ổn rồi sao? Hôm nay mẹ đến là có hai chuyện. Nghe nói Đinh Hữu Nhân đã lấy đi di vật của mẹ con, lừa con đến bữa tiệc sinh nhật. Trong tay ông ta vốn dĩ không có cái gọi là di vật. Di vật của mẹ con đang ở trong tay mẹ nuôi đây. Bây giờ vật về chủ cũ. Thứ này đáng lẽ về tay con lâu rồi. Một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ này do chính mẹ con thiết kế. Trên thế giới chỉ có hai chiếc thôi. Một trong số đó mẹ con luôn đeo bên người. Còn một cái nữa mẹ con từng bảo, đợi con trưởng thành rồi, con có thể đem khoe cho các chị em bạn bè của con. Nhớ lúc ban đầu, mẹ của con vẫn luôn mang chiếc vòng cổ này. Cho đến khi cô ấy gặp sự cố, chiếc vòng cổ cũng biến mất cùng cô ấy. Chiếc vòng cổ còn lại, về sau thì rơi vào tay mẹ. Mẹ nuôi, còn chuyện thứ hai thì sao? Mẹ nghĩ rằng mẹ con không phải là tự kết liễu bản thân đâu. Không phải là tự kết liễu. Vậy bên phía Lê phu nhân có manh mối gì không? Ông ta nói việc của mẹ, có thể đi tìm ông Dương để hỏi. Mẹ nuôi ở nước ngoài luôn truy tìm manh mối. Lần này bà ấy về nước cũng là vì ông ấy muốn về đây. Vậy khi nào ông Dương mới về nước? Khoảng nửa tháng nữa. Ngoại trừ chuyện tối qua, mẹ nuôi còn phải đi xử lý thế lực của Đinh Hữu Bằng ở nước ngoài nữa. Việc tìm ông Dương cứ để em làm. Mẹ thật sự rất yêu em.
nhưng em lại không biết bà ấy đã bị người ta hãm hại. Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay đừng nghĩ đến nữa. Đi đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Đã khỏe hơn chưa? Đi với anh một chuyến. Đi đâu? Đi bắt kẻ làm tổn thương em. Phải trả giá. Chị ơi, chị không sao chứ? Em ở phòng khách, nghe tiếng chị liền xuống đây. Chị vẫn ổn chứ? Tiếp theo là câu hỏi dành cho mấy người. Nếu không nói sự thật thì biết hậu quả là gì rồi chứ? Tôi biết, tôi sẽ nói hết. Tôi nói hết mà. Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Chính là ông ấy. Ông ấy sai tôi làm việc này. Ông ấy nói, chỉ cần tôi hợp tác với họ, vu khống cho Đinh Như, thì số tiền tôi nợ Đinh gia sẽ không cần trả nữa. Giang Tổng. Đường Tiểu Khang, cậu nói bậy. Đinh Như là con gái tôi, làm sao tôi có thể hại nó được? Là cậu nói cậu và nó đã yêu nhau từ lâu. Không thì sao tôi có thể đồng ý làm chuyện này với cậu chứ? Cậu Giang, cậu đừng nghe hắn nói nhảm. Mấy người nghĩ tôi rảnh lắm sao mà ở đây nghe mấy người cãi nhau? Cậu Giang, thật sự không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi cũng là bị lừa thôi. Niệm tình chúng ta là thông gia với nhau. Thông gia sao? Tôi đã cho mấy người một cơ hội rồi. Giang Tổng, đây là thống kê tài sản toàn cầu của Đinh gia và Đường gia. Bắt đầu đi. Cậu Giang, cậu muốn bắt máy đi. Có khi có bất ngờ đấy. Cái này, mỗi một phút trôi qua, tài sản của mấy người sẽ mất đi một phần. Cho đến khi mấy người thừa nhận việc làm sai. Cậu Giang, cậu đang cố tình thu mua sao? Không phù hợp với quy định đâu đấy. Quy định sao? Ai có tiền thì người đó có quyền. Một phút trôi qua rồi. Tiếp theo, đến Đường ra đi. Không được đâu Giang Tổng. Nếu ba tôi biết tôi gây ra chuyện lớn như vậy, ông ấy sẽ tiễn tôi đi mất. Là do Đinh Hữu Nhân chỉ thị. Tôi nói đều là sự thật. Cậu là Đinh Hữu Nhân chỉ thị, bảo tôi vu khống Đinh Như. Ông ấy còn bảo tôi làm nhục cô ấy nữa. Tôi không có. Cậu ta nói hai đứa đã yêu nhau từ lâu rồi. Bây giờ muốn kết thông gia với Đinh gia. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này thông báo ra bên ngoài thôi. Thật ra Đinh Hồng
và Triệu Gia đã có hôn ước từ lâu. Mà Đinh Như lại yêu đương với hắn. Đừng có vu oan. Tôi đâu có bảo cậu làm vậy với nó. Cậu vu khống ông đây. Đồ bị ổi. Cậu, ông còn chối sao? Tôi có bằng chứng. Tối mai, tôi sẽ tuyên bố về mối quan hệ của cậu và Đinh Như. Sau đó cậu tìm cơ hội, rồi hãy đưa nó đi. Giang phu nhân, đúng là không dễ chọc xíu nào. Chứ sao nữa, nếu như anh Giang cũng làm chuyện ngu ngốc, vậy thì cũng phải chịu phạt. Tiểu tử không dám. Phu nhân thật oai phong. Đạo diễn Dương đâu? Đạo diễn Dương đang chuẩn bị trên phim trường. Tôi là trợ lý của anh ấy. Xin chào. Đây là nghệ sĩ mà công ty đang đẩy mạnh quảng cáo, tên Trịnh Hà. Buổi quay thử hôm nay là ở đâu? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bây giờ tiêu chuẩn trở thành diễn viên thấp như vậy sao? Loại người gì cũng có thể làm diễn viên. Cô Đinh Hồng là người hợp tác đầu tư với chúng ta. Đây là tình huống gì đây? Không phải chỉ sắp xếp quay hình cho người của tôi sao? Lát người của tôi đến rồi, phải ăn nói với họ thế nào? Cô thật sự nghĩ mình đã đầu tư một ít tiền là có thể thị uy ở đây sao? Được thôi, bản thân tôi cũng muốn xem nghệ sĩ quảng bá chính của chị có năng lực mạnh đến mức nào. Hôm nay Triệu Huy bọn họ đều không có ở đây, nên cô lười diễn với tôi phải không? Thật sự xin lỗi. Hôm nay cô Đinh Hồng sẽ giúp hai nghệ sĩ phối hợp diễn xuất. Bắt đầu đi. Được. Đừng cãi nữa. Đừng cãi nữa mà. Được thôi, bỏ đi. Cậu bớt vô lý đi. Đạo diễn, cô Đinh Như và Đinh Hồng đến để thử vai. Được. Đừng cãi nhau nữa. Đừng cãi nhau nữa mà. Mọi người mang ra ngoài, làm quen với thoại đi nhé. Trao đổi nhỏ tiếng thôi. Được, đi thôi. Cô Đinh Hồng, cô Đinh Như, lâu rồi không gặp. Đây chắc là cô Trịnh Hà nhỉ. Chào đạo diễn Dương. Để tôi nói một chút. Nội dung thử vai của ngày hôm nay là nữ phụ sẽ quyến rũ người ấy tại văn phòng. Người bị quyến rũ chính là. Sau đó xảy ra tranh cãi dữ dội với nữ chính. Nào, lời thoại trước đây đã đưa cho mọi người rồi, giờ tôi sẽ giải thích một chút. Bắt đầu luôn đi. Bắt đầu từ đoạn ở văn phòng phát hiện cô ta đang quyến rũ bạn trai tôi. Được, cũng được. Ngồi đây đi cô Đinh Như. Chúng tôi là thật sự yêu nhau. Cô tác hợp cho chúng tôi đi. Trong kịch bản, không phải là tôi đánh nữ chính sao? Tôi nhập vai quá, nên hiểu sai rồi. Hiểu sai rồi sao? Tôi thấy cô cố ý thì có. Chị ơi, sao chị lại nghĩ em như vậy? Em chỉ muốn gây cấn hơn thôi. Tôi đánh đau không? Diễn được nữa không? Được. Được rồi, chúng ta làm lại lần nữa. Đạo diễn, tôi thấy đổi thành cảnh tát tiểu tam thì thích hợp hơn. Cô Đinh Hồng, hay là cô nghỉ ngơi một chút đi. Cô diễn tiếp được không? Không diễn thì cút. Chúng ta vẫn nên về trước đi.
chỉ vậy mà đã không chịu nổi. Nếu không thì, kêu đạo diễn cho cô vai quần chúng đi. Chị thấy sao? Xin lỗi. Kinh nghiệm của Trịnh Hà không đủ, cần phải luyện tập nhiều hơn. Như vậy đi, tôi và cô cùng diễn. Vừa hay để Trịnh Hà ở bên cạnh học tập. Đinh Hồng, chỉ là thử vai thôi. Tôi cũng từng học diễn sân khấu ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia đấy. Đúng rồi. Hóa ra cô là người đóng vở kịch Một Màn ở trường đại học. Nó vô cùng ấn tượng đối với tôi. Được. Vậy thì để Trịnh Hà học hỏi chút đi. Được. Lại đây nào. Diễn đi. Tôi và anh ấy thật sự yêu nhau, sao cô lại muốn chia rẽ chúng tôi? Chị làm gì vậy? Cô còn hỏi tôi sao? Tôi thực sự yêu anh ấy. Người như cô có tư cách gì chia rẽ chúng tôi? Từ nhỏ đến lớn, cô thích cái gì, tôi đều phải nhường cho cô. Bây giờ, người tôi thích cũng phải nhường cho cô sao? Nhưng chị cho rằng chị tốt với tôi lắm sao? Chỉ là bố thí cho tôi những thứ chị không cần thôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cùng là con gái của ba mà chị lại kiêu ngạo như vậy? Tôi ghét chị. Tôi muốn giày vò chị. Tôi muốn khiến chị phải đau khổ. Chị điên rồi sao? Tất cả mọi chuyện nên kết thúc từ lâu rồi. Tất cả chuyện này nên kết thúc rồi. Kể từ giây phút cô cướp anh ấy thì chúng ta đã nên kết thúc mọi chuyện rồi. Tôi đã thay đổi một số chỗ của thoại. Mọi người thấy vừa rồi tôi diễn thế nào? Tốt, tốt lắm, xuất sắc. Cái đó mà gọi là diễn sao? Cô là diễn viên. Tôi diễn hay không? Cô không nhìn ra sao? Hai người đuôi hết rồi đúng không? Chị ta sắp đánh nát mặt tôi rồi, còn khen chị ta nữa, Đinh Hồng. Vừa rồi tôi nhập tâm quá, không khống chế được lực tay. Xin lỗi cô. Anh thấy cô ta diễn tốt chứ gì? Để cô ta diễn đi. Thay mặt giải trí Quang Vinh, tôi thông báo cho anh, tôi không làm nữa. Hòa khí sinh tài. Hòa khí sinh tài mà. Làm sao đây? Đắc tội với Đinh Hồng rồi. Không sao, tôi cũng không có ý định lấy lòng cô ta. Đạo diễn Dương, anh như vậy là có ý gì? Đây là lần cuối chúng ta hợp tác. Khoản đầu tư của công ty Lạc Tâm tôi sẽ chuyển lại. Anh đang vi phạm hợp đồng đấy. Đại minh tinh Đinh Hồng, bộ dạng mà cô đứng trước ống kính hôm đó tôi vẫn còn giữ. Cô muốn tin tức về giải trí Quang Vinh, ngày mai sẽ lên trang bìa không? Tạm biệt cô nhé. Đồ tôi. Phim mới của đạo diễn Dương, Thiên Tài Giai Nhân, sẽ được đóng chính bởi diễn viên mới của giải trí Quang Vinh, Trịnh Hà. Vui đến thế sao? Đương nhiên. Đánh đã cái tay lắm. Bỏ em ra. Phu nhân, sau này em phải nhớ, đừng vì bất kỳ ai mà cúi đầu. Cũng đừng bao giờ vì tiền mà miễn cưỡng bản thân. Anh biết chuyện Đinh Hồng đầu tư phim mới của đạo diễn Dương rồi sao?
Phim mới của anh ấy bây giờ là do anh đầu tư. Em chỉ cần nhớ rằng bất kể gặp phải chuyện gì đều có thể đến tìm anh. Alo, sao thế anh? Em họ anh gặp chuyện rồi. Bị bạn gái cũ tố cáo bạo hành. Em không hề làm chuyện đó. Không đúng. Cậu chia tay cô ấy hơn một năm rồi. Sao bây giờ cô ấy mới tố cáo chứ? Cậu nghĩ kỹ lại đi. Gần đây cậu có đắc tội với ai không? Em nhớ ra rồi. Mấy tháng trước, Đinh Hồng có đến tìm em, muốn em giúp cô ta giành vai nữ chính. Nhưng em từ chối cô ta rồi. Giữa cậu với Đinh Hồng có gì không? Nếu cậu không chịu nói thật, tôi không giúp được cậu đâu. Em nói, cô ta, em với cô ta có hẹn hò vài lần. Sau khi hẹn hò, cậu có từng giúp cô ta giành vai nữ chính không? Không có. Vậy tôi biết ai đứng sau chuyện này rồi. Là ai? Là ai hại em vậy? Theo như những gì em biết về Tiểu Vân, cô ấy không thông minh đến mức gài bẫy hại em đâu. Nghe cậu nói vậy, Tiểu Vân không hề thông minh, mà người đứng sau cô ấy mới thông minh. Em phải tìm người đó hỏi cho rõ. Bây giờ cậu đi tìm cô ta, khác nào đánh rắn động cỏ. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra chứng cứ họ gài bẫy cậu. Tiểu Vân, chuyện gì mà giận thế? Cô Đinh Hồng đã nói là mỗi tháng chuyển tiền một lần. Tiền đâu rồi? Tiểu Vân, bạn gái cũ của Trương Kỳ. Cô đừng nóng. Ngồi xuống đi. Đúng là tôi từng hứa sẽ đưa tiền cho cô, nhưng điều kiện là Trương Kỳ phải vào tù. Ghi âm. Thỏa thuận của chúng ta là Trương Kỳ sẽ vào tù. Bây giờ cô chỉ mới đưa ra mấy tấm hình thương tích không rõ ràng, cũng dám đòi tiền tôi sao? Nếu tôi chỉ muốn anh ta mất chút danh dự, mất vài hợp đồng quảng cáo, thì tôi có cần bày binh bố trận gài bẫy với cô không? Cô Đinh Hồng, Trương Kỳ đã làm gì có lỗi với cô khiến cô ác với anh ta như vậy? Là hắn lừa tôi trước. Cô muốn tiền, không phải không được. Giúp tôi diễn kịch đi. Diễn kịch gì? Anh Triệu, xin hỏi vì sao anh đột nhiên muốn giúp Tiểu Vân tố cáo hành vi bạo hành? Chuyện này cá nhân tôi là một người cực kỳ ghét ai có hành vi bạo lực gia đình. Trương Kỳ thân là người của công chúng, biết pháp lại phạm pháp, nhất định phải phạt nặng. Đúng vậy, Giải trí Quang Vinh là bộ phận quan trọng của công ty Lạc Tâm. Chúng tôi càng nên đi đầu bài trừ hành vi này. Trong tay tôi đang giữ kết quả giám định thương tích, được kiểm tra ngay sau khi diễn ra hành vi bạo lực. Tiểu Vân, cô nói gì đó đi. Mời nói. Bác sĩ nói, nói bụng dưới của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, rất có thể sẽ mất khả năng sinh sản. Không có ai mời cô nhận giải nữ diễn viên xuất sắc, đúng là thiếu sót lớn. Đinh Tổng, không phải Trương Kỳ kia sao? Đinh Tổng, có thể cho phép chúng tôi phỏng vấn chút không? Có thể nói vài lời không? Trương Kỳ, xin hỏi những cáo buộc mà cô Tiểu Vân nói có phải là thật không? Đinh Như, sao cô lại đến đây? Mỗi ngày lại đổi một khuôn mặt, không thấy mệt sao? Các vị phóng viên thân mến, tất cả các cáo buộc chống lại Trương Kỳ đều là vu khống.
và người đứng sau chỉ thị tất cả chính là Đinh Hồng đang ở trước mặt mọi người đây. Chị ơi, em không biết tại sao chị lại nhắm vào em, nhưng chị không thể phớt lờ bằng chứng trên tay Tiểu Vân được. Cô nói cô ấy là chủ mưu, nhưng cô lại không có bằng chứng. Mấy người muốn bằng chứng thì có bằng chứng đây. Tôi được cậu Trương Kỳ ủy thác sẽ buộc tội người lên án Trương Kỳ về chuyện bạo lực gia đình. Chị ơi, chị đừng gây rối nữa. Tiểu Vân bị hắn bạo lực đã đủ đáng thương rồi. Thỏa thuận của chúng ta là tống Trương Kỳ vào tù. Bây giờ cô chỉ mới đưa ra mấy tấm hình thương tích không rõ ràng, cũng dám đòi tiền tôi sao? Như đây chứng cứ đã đủ chưa? Còn nữa, cái mà cô gọi là kết quả giám định thương tích rốt cuộc là bệnh viện nào đã cung cấp? Cô và tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, tại sao cô lại cùng với đám này hại tôi chứ? Không phải tôi. Tiểu Vân, tôi thấy cô đáng thương, tôi muốn kiện tụng giúp cô. Cô lại lấy những báo cáo giả này để lừa tôi. Tôi, chứng cứ đã rõ ràng, cô vẫn còn diễn sao? Chúng ta hãy gặp nhau ở tòa. Đồ mặt dày. Không phải, Đinh Như. Đinh Như, Triệu Tổng, anh nghĩ sao về việc này? Có thể nói vài câu không? Những tin tức đã nói khi nãy, tất cả đều không chính xác. Chúng tôi cũng không thể xác định. Được chưa, các vị, hôm nay kết thúc tại đây. Triệu Tổng ơi, nói vài câu đi. Tôi được cậu Trương Kỳ ủy thác sẽ buộc tội người lên án Trương Kỳ về chuyện bạo lực gia đình. Chứng cứ đã rõ ràng, cô còn diễn nữa. Chúng ta gặp nhau ở tòa đi. Anh giận em rồi sao? Em biết chuyện này ảnh hưởng tới công ty lắm không? Làm sao em biết được? Đó là tại Tiểu Vân kia, cô ta đưa em bằng chứng giả. Không phải chứ, lúc này lúc nào rồi em còn đổ thừa cho Tiểu Vân? Tất cả mọi người đều nghe thấy đoạn ghi âm của Đinh Như. Anh nghĩ đó là thật sao? Rốt cuộc thì anh vẫn tin cô ta chứ không tin em? Không phải anh vẫn còn thích cô ta đấy chứ? Hai chuyện khác nhau đấy. Anh đừng kích động em. Em, Đinh Hồng, em không sao chứ? Đừng chạm vào em. Từ khi tiếp quản công ty, em căng thẳng thế nào anh có biết không? Bây giờ anh còn đến để kích thích em, đến đây để buộc tội em như vậy. Dạo này em không được khỏe. Bác sĩ nói con chúng ta không ổn định. Anh muốn mất con phải không? Không phải đâu, Đinh Hồng, đừng chạm vào em. Em không muốn nói chuyện với anh. Anh không hề có ý đó. Anh đã nói gì đâu chứ? Sao vậy? Ai đã chọc vào bảo bối của anh? Anh xem tin tức nói em kìa. Nói là em đã hết thời rồi. Nói em vu oan Trương Kỳ bạo lực gia đình. Nói em là người phụ nữ nham hiểm. Mấy tin nhảm nhí này em quan tâm làm gì? Em không quan tâm, nhưng mà em cũng thấy khó chịu. Được rồi, ngoan nhé. Đừng tức giận nữa. Ngày mai anh sẽ mua túi cho em, được không? Anh cũng thật là. Lúc đầu em bảo anh đi tiếp cận em gái của Triệu Huy, còn anh thì sao? Ngay cả một con nhóc mà cũng không làm gì được. Em thì gặp phải nhiều chuyện như vậy, phiền quá đi mất.
Được rồi, đừng buồn bực nữa mà. Ngày mai anh sẽ bảo người xử lý cho em, được chưa? Thật không? Thì cứ tìm đại một diễn viên thôi. Cứ để anh. Em muốn bọn họ biết đắc tội với em thì sẽ có kết cục thế nào. Vậy anh đến đây. Trịnh Hà cuối cùng cô cũng đổi rồi. Nói nhảm cái gì vậy, làm gì có chuyện đó. Khiêm tốn cái chứ. Người trong ngành đều biết cô đóng phim của đạo diễn Dương là bước đệm để cô trở thành nữ hoàng điện ảnh. Thi Thi, diễn viên của giải trí Lạc Tâm. Không sai. Diễn viên nữ xuất sắc tiếp theo chính là cô. Tiếc là lần trước tôi không thể cướp được cô từ giải trí Lạc Tâm. Nếu như cô đi theo tôi thì thành tích đã cao hơn rồi. Xin lỗi, tôi muốn ở lại giải trí Lạc Tâm hơn. Người đẹp, uống một ly đi. Đừng sợ, tôi chỉ muốn mời cô một ly thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Không nghe điện thoại. Đinh Như, có chuyện gì sao? Em không gọi điện được. Đừng lo, không phải hôm nay cô ấy có lịch sao? Cô ấy không đến phim trường đúng giờ, trợ lý cũng không tìm thấy cô ấy. Đừng lo mà. Nghe máy đi. Trịnh Hà, gặp chuyện rồi. Trịnh Hà, đừng qua đây. Tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống liền đó. Từ từ nói chuyện với cô ấy. Trịnh Hà, cô bước xuống đi. Cô phải cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi mới có thể giúp cô. Không cần, tôi không muốn sống nữa rồi. Cuộc sống của tôi chấm dứt rồi. Sao lại như thế? Nỗ lực của chúng ta vừa có chút thành quả, cô cũng đã nhận được vai diễn đó. Tôi đã mất hết rồi, chị hiểu không? Cậu đi vòng qua đi. Đinh Như, cảm ơn chị. Không được. Đinh Như, rốt cuộc tối qua các cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Trịnh Hà lại ra nông nỗi này? Hôm qua, chúng tôi đã uống rượu ở quán bar mà chúng tôi thường đến. Lúc tôi tỉnh dậy, Trịnh Hà đã đi đâu mất rồi? Các cô uống với ai? Tôi uống với Ngô Bảo. Đó chính là diễn viên hợp tác với giải trí Quang Vinh. Ngô Bảo sao? Ninh Hồng. Gái đâu? Không còn gái nữa.
Cậu xem hai chúng tôi thế nào? Hai người là ai hả? Hai người. Rồi, được rồi, đủ rồi đó. Đại ca ơi, đại ca, đụng đến ai cũng được, nhưng không được làm vợ tôi bực mình. Tôi sai rồi. Đại ca, tôi xin anh hãy tha cho tôi. Đại ca ơi, tha cho tôi đi. Đại ca, tôi cũng làm theo lời người khác thôi. Cậu làm theo lời ai? Chính là, chính là Đinh Hồng. Đinh Hồng nói Đinh Như lúc nào cũng nhắm vào cô ấy, cho nên cô ấy muốn hạ bệ công ty của Đinh Như. Trịnh Hà chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ấy. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Đại ca ơi, đại ca, tha cho tôi đi. Tôi cầu xin anh, đại ca này. Đại ca, bình tĩnh, tôi sai rồi. Đại ca, tôi biết sai rồi. Đi. Chuyện gì vậy hả? Có lẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ta sẽ rõ ràng hơn. Cậu bị câm rồi hả? Bị câm rồi đúng không? Cậu là người gây ra chuyện của Trịnh Hà sao? Không phải. Tôi chỉ dẫn cô ấy đi uống rượu thôi. Lúc sau mọi người ai cũng say nên đã. Cậu với cô ấy không có hận thù với nhau, sao cậu lại làm như thế hả? Không phải tôi, là Đinh Hồng. Cô ấy nói phải hạ bệ Trịnh Hà trước. Sau đó bước tiếp theo sẽ là, sẽ là cái gì? Sẽ khiến công ty của cô phải phá sản, thân bại danh liệt. Cô em gái của em với cậu ta không phải là bạn bè bình thường. Cậu với Đinh Hồng đã ở bên nhau bao lâu rồi? Chỉ chơi qua đường thôi. Không có. Đinh Hồng đã hại người của tôi rất nhiều lần. Thật sự nghĩ dễ đụng đến tôi sao? Tôi sẽ cho cô ta biết như thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông. Bộ phim mới sẽ được công bố lúc 2 giờ. Chúng ta nên đi thôi. Buổi họp báo, em không cần đi nữa. Đổi lịch rồi sao? Chính xác mà nói, sau này chuyện của công ty em cũng không cần tham gia vào nữa. Có phải anh lại nghe thấy chuyện gì nữa rồi không? Anh xem anh kia, đoạn phim vừa xem là biết giả rồi. Anh cũng tin nữa chứ? Đứa bé trong bụng Đinh Hồng thật ra là của tôi. Cô ấy nhân cơ hội này để lừa Triệu Huy, chính là muốn lừa tài sản của Triệu gia. Là ai đã gửi cho anh? Có người muốn hại em. Khoảng chừng một tiếng nữa, các tạp chí giải trí lớn hôm nay sẽ thấy được những bức ảnh tuyệt đẹp của cô và Ngô Bảo. Thật là đặc sắc. Em gái tốt của chị là cô sao? Sao cô còn sống được vậy? Tôi sẽ không tha cho cô. Tại sao lại phá tôi chứ? Phá cô thì sao chứ? Tôi chính là phá cô đó. Tôi phải thay Trịnh Hà chút cơn giận này. Đủ rồi. Đau, đau quá. Cô tưởng tôi là đứa ngốc sao? Cùng một vở kịch diễn hai lần. Tôi thực sự đau.
Đinh Hồng. Đinh Hồng này. Tỉnh rồi. Tiểu Hồng tỉnh rồi. Mẹ ơi. Con của con sao rồi? Nó sao rồi? Bác sĩ nói đứa bé không còn nữa. Tiểu Hồng, xin lỗi em. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Con tôi mất rồi. Anh chỉ tin Đinh Như. Các người là sát nhân. Các người đã hại con tôi. Không phải. Chuyện này vốn dĩ nó. Triệu Huy, rốt cuộc cậu và Đinh Như đã làm gì? Đúng vậy. Hai người rốt cuộc đã làm gì? Triệu Huy, cậu và Đinh Như rốt cuộc đã làm gì? Không phải, là bởi vì Đinh Hồng và Ngô Bảo thông đồng lén lút. Đinh Như tốt bụng nói cho con biết, giả dối. Cô ấy nói là thật thì nhất định sẽ là thật sao? Nói tới cùng, cậu vẫn là có tình cảm với nó. Tôi sẽ không tha cho các người. Các người đã hại con gái tôi, hại cả cháu trai tôi. Tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Đây là luật sư của tôi, Lâm Tùng. Lâm Tùng, luật sư nổi tiếng. Các người đến đây làm gì? Chúng tôi đến đây làm gì? Lâm Tùng, cậu nói cho cậu ấy biết đi. Chúng tôi đến đây làm gì? Triệu Huy, tôi thay mặt cho cô Đinh Hồng chính thức đệ đơn kiện anh liên quan đến tổn thương mà anh và người khác đã gây ra cho cô Đinh Hồng. Chúng tôi yêu cầu anh bồi thường 700 triệu tiền tổn thất tinh thần. Cậu tên là Lâm Tùng phải không? Cậu biết cậu đang nói gì không? Tiền này là anh làm tôi sảy thai và bồi thường cho việc chúng ta hủy bỏ hôn ước. Tôi đồng ý hủy hôn khi nào? Hình như nếu chấm dứt cũng nên là tôi nói chứ. Hơn nữa, cô với Ngô Bảo ngoại tình, cắm sừng tôi, còn muốn tôi bồi thường. Anh Triệu, còn mắt nào anh thấy tôi ngoại tình với Ngô Bảo? Bức ảnh đó không biết là thật hay giả. Tôi không phải bị anh bắt quả tang đâu. Đinh Hồng, ban đầu tôi thực sự bị mù. Mới quen cô, còn cùng cô làm nhiều chuyện tổn thương Đinh Như như vậy. Triệu Huy, bớt nói nhảm đi. Chắc cậu cũng không muốn có tin tức con trai trưởng Triệu gia bạo hành hôn thê dẫn đến sảy thai, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty cậu chứ? Trong vòng 3 ngày nữa, đem cổ phần mà chúng tôi đáng được nhận chuyển cho chúng tôi. Nếu không, hậu quả tự chịu. Các người cũng thâm độc lắm, như nhau cả thôi. Tôi chỉ lấy số tiền tôi nên lấy thôi. Tất cả là do anh tự gây ra. Giang Tổng, tập tin mã hóa bị bẻ khóa rồi. Đúng như anh nghĩ. Phu nhân đâu? Vừa ra ngoài rồi. Cẩn thận. 4 tiếng sau. Mẹ, đã được giải quyết chưa?
Hai người, hôm nay làm gì mà vui vậy? Lý phu nhân, sao bà lại đến đây? Đinh Như bị tai nạn rồi. Cái gì? Cô ấy đang ở bệnh viện nào? Lý phu nhân, Đinh Như con bé vẫn ổn chứ? Chị gái không có nguy hiểm tính mạng chứ? Các người tất nhiên hy vọng tôi xảy ra chuyện rồi. Hai người các người, đồ sát nhân. Lý Mai, rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy? Đinh Như, chuyện này là sao? Giang Tổng, cậu bị thương rồi. Họ thuê tên sát thủ ám sát tôi ở gần công ty. Cái gì? Anh đừng nghe Đinh Như nói nhảm. Cô ta toàn nhắm vào mẹ con em như thế. Cô là một người phụ nữ giả tạo. Họ vốn không thích em. Đâu phải anh không biết. Chứng cứ rõ ràng. Còn muốn ngụy biện. Tôi không muốn Đinh Như sống. Không cần biết cậu dùng cách nào. Lý Mai, bà đang làm gì vậy hả? Ông đừng tin những lời họ nói. Họ ngụy tạo chứng cứ đấy. Ngụy tạo chứng cứ sao? Mẹ ơi, bà hại Vivi còn chưa đủ, còn muốn hại con gái nuôi của tôi. Đồ đàn bà xấu xa. Lý phu nhân, ý bà là Vivi bị người khác hãm hại mới mất sao? Khi đó bà ta đã động tay động chân trên xe của Vivi, mới khiến Vivi rơi xuống vách đá mất mạng. Chứ Vivi không hề tự kết liễu vì trầm cảm. Đây là đoạn ghi âm họ mua chuộc thanh tra, với lại báo cáo kiểm tra chiếc xe lúc đó của mẹ tôi. Bà, kìa bà. Năm đó bà khiến mẹ tôi mất mạng bên vách núi. Bây giờ tôi sẽ cho bà xuống đó gặp bà ấy. Đinh Như, không phải gì làm đâu. Mẹ ơi, đưa bà ta đến nơi mẹ tôi gặp tai nạn. Ném xuống dưới cho tôi. Dì xin con. Xin con tha cho dì. Chị ơi, em xin chị đấy. Triệu Huy, Triệu Huy ơi, anh giúp em với. Em không cần gì cả. Em chỉ cần mẹ em thôi. Anh giúp em năn nỉ chị ấy đi. Cô lấy đứa con của Ngô Bảo ra lừa tôi, rồi lấy chuyện mất con bắt tôi chuyển nhượng cổ phần. Tất cả đều là kế hoạch của cô đúng không? Đinh Hồng, cái này là Đinh Như đưa cho tôi. Tôi thật không ngờ con người cô lại thủ đoạn đến vậy. Cút đi. Đủ rồi. Dẫn bà ta đi. Vâng. Đi. Đứng dậy. Đừng chạm vào tôi. Thả tôi ra. Thả ra. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm ra chân tướng. Trả thù cho mẹ rồi. Một tháng sau, đau, đau lắm. Sao một tháng rồi mà anh vẫn chưa khỏe nữa? Lưu manh. Cắn anh hả? Anh khỏe từ khi nào vậy? Một tuần trước.
Thế nào? Sợ em bỏ bê anh sao? Giả bệnh để nhõng nhẽo nữa. Chỉ là anh không biết giải thích với em thế nào thôi. Đợi anh một chút. Lúc anh còn nhỏ, có một lần anh suýt bị đuối nước, là nhờ có một người phụ nữ và con gái bà ấy cứu anh. Sau này anh mới biết người phụ nữ đó tên là Vivi. Đinh Như, là em và mẹ em đã cứu mạng anh. Anh vẫn luôn tìm kiếm hai người. Đêm đó ở quán bar, cuối cùng anh cũng có cơ hội gặp lại em. Em có nhớ thỏa thuận của chúng ta không? Thật ra, đó không phải ý định ban đầu của anh. Anh cũng biết có thể em sẽ không yêu anh, nhưng anh muốn dùng cách này khiến em ở bên cạnh anh. Không phải anh cố ý đâu. Đinh Như, em đồng ý lấy anh chứ? Phim được dịch, Thuyết Minh. Em đồng ý. Tại phim châu Á. Em đẹp lắm. Anh yêu em, Đinh Như.